Đời rất đẹp và chuyện kể về những nghĩa cử đẹp của một cựu chiến binh 84 tuổi. Lúc mà B-52 nó đánh ở Hà Nội, lúc đó là cô làm liên vận quốc tế giao nhận hàng hóa từ các nước xã hội chủ nghĩa viện trợ cho chiến trường. Những hành động góp sức cho trật tự xã hội ở địa phương. Tụ điểm ma túy, các em nó hung hăng lắm. 12, 13 tuổi mà bỏ học thì cô mới xin chủ tịch mặt trận để cô sẽ cảm hóa mấy cháu. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về những hoạt động thiện nguyện ở tuổi 81 của cô Nguyễn Thị Phương trong chương trình Đời Rất Đẹp kỳ sau.